Em mến chào quý chú anh chị và các bạn. Buổi sáng hôm nay em có mặt tại đò Dầm Cần Thơ. Em bây những chiếc xà lan qua lại và đò. Thưa chú anh chị và các bạn cùng xem. Buổi sáng hôm nay một ngày mới, em mến chúc chú anh chị và các bạn an lành và vui vẻ trong cuộc sống nha. Đây là một đò Dầm Cần Thơ. Và đây là một chiếc xà lan này, chở cát này, chạy từ sông của sông Tiền chạy về kênh Chợ Gạo. Đò Dầm Cần Thơ này có hai đò cô chú anh chị và các bạn. Khi mà khách qua lại đông những bên xã Sơn Đông này có chùa Liên Hoa Mẹ Nam Hải á, khi ngày rằm ngày 30 á, rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn á, đi chuyến mẹ thì có hai đò đưa rước luôn. Còn khi mà ngày thường thì có một đò đưa rước. Chiếc xà lan chở cát này là của Đồng Tháp, mạn nước 28. Buổi sáng hôm nay thứ bảy khách qua lại ít hơn là những ngày chủ nhật các bạn. Thường ngày chủ nhật thì rất là đông khách qua lại luôn. À, có một chiếc tàu rất là lớn luôn, cao luôn. Chiếc tàu rất là lớn luôn mà thường thường tàu nhỏ hơn những chiếc tàu ngoài biển khơi, ta hay kêu là mấy anh kêu tàu chuột các bạn. Thank you.
Đây là có một chiếc tàu dầu của Đồng Tháp đó các bạn, mạng nước 3m2. Tàu dầu này của Đồng Tháp ngoài sau á, cabin rất là lớn luôn á, lớn như một, rộng như một ngôi nhà luôn. Tàu dấu này chạy hướng kênh Trần Ảo, chạy về sông Tiền các bạn. Cabin sơn màu trắng rất là đẹp luôn. Video của em đến đây là kết thúc. Con cảm ơn khán giả đã xem hết video Hoàng Hạnh Miền Tây, và em rất là chân thành cảm ơn những quý anh chị các bạn đã xem kênh của em trong thời gian qua. Em xin chào và tạm biệt, hẹn lại những video tiếp theo.